Mình chuẩn bị học một cái cuốn kinh mới, nhưng mà hôm nay mình không đủ duyên để khai mạc cái quyển kinh đó, thì chúng ta học bài kinh này. Và bài kinh này nó cũng phù hợp là gì? Đức Phật nói về làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới, rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp. Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi, cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh. Chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này. Bây giờ trước hết mình Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa, nghiệp là gì? Nghiệp tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới, làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì dịch mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi.
Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp, chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thí dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Và cái miệng của mình đó là cứ từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng, mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng người ta không có khổ, còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận, và được tác thành, được tư niệm. Tác thành là sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ, đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu?
mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Và bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Và bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy, là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, mà trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm, mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3 giờ rưỡi mình sẽ có mặt rồi, mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Thì khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết. 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy. Con chưa nói được nhiều gì hết. Đấy, không sao, chú yên tâm, giờ qua biết là Pháp Hòa sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người người ta tới đây, người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1, phải không? Mùng 1 Tết.
Có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm đầu tháng, thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không. Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ thì ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách quá nín một cái đi. Thật sự quý vị, Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng. Đó là mình sống với nghiệp cũ, đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai chúng ta, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á, không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói trời đêm hôm á, tôi nằm tôi bao, tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình, hay là mình có cái nghiệp nghiệp bà tám, mình nghe ở đâu đó chuyện gì sao chuyện gì vậy, nó nói tôi mới lóng thóng tôi nghe, nó lôi mình.
Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó, con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ. Mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền. Đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói, lúc nào nói. Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai đó, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha: con học bài xong chưa? Nó giờ con học xong rồi. Pháp Hòa mới nói, tại sao Pháp Hòa suy nghĩ vậy? Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi, cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa hỏi con học bài xong chưa? Thậm chí muốn nói cái gì, nhìn xuống: ăn xong chưa? Tại ông bà mình nói làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết. Giờ ăn cũng bụp. Giờ bởi khả là cái gì mà trái tai gai mắt là mình bụp liền, mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực. Không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người, thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn na tính thí. Đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn na tính thí. Cho nên đó, mình mở nước ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì, mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm: đó, anh có khỏe không? Chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là te tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời, để cho chúng ta thấy, thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không? Mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó.
Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời. Để chúng ta không lầm sự đời, mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngoi ngóp theo nước ít. Cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua. Đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. À, bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi. So với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu. Mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát đó, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy đó. Thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý, chính quý hiếm, cho nên đừng có phí. Đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á, là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật.
Chánh niệm Phật á, là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật, nhưng mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở băng tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo, vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ lời kinh, niệm Tăng là mình nhớ tới Tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hễ mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu, mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh, cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô đến dự khóa tu xong, con mới gặp, con mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này. Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt, nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn hoài. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại. Tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư, nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh, nhưng mà qua 1 năm, 2 năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm, người ta làm đều có guarantee có 5 năm à.
Và nhiều khi mình, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ Pháp Hòa đấy, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người, người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu đó, mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới, và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu là tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận, mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu á, có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới á, thì mình làm cái gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi.
Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha, mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó, cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó, rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng một chút. Nhưng mà nhớ, có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình, nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình, nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi không ai muốn, đừng có ngại gì hết đó, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm, nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người nào họ giận tức quá, mình trách vợ thôi. Nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy, và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta đính mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ như vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo đó, nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người, chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không phải là mình lấy cái ống dòm mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng mình lấy cơm, mình thấy món nó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều, nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người, người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi, mình ăn một cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi, chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục. Nhưng mà đạo Phật là một cách sống, như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp, và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm. Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên có ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được
cái cách sống của người dân. Ông về ông làm vua tốt hơn, làm vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng. Người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh, chứ đáng nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à, chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không biết. Một lát mình có ăn mà thiệt một lát dừng. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy. Cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thôi mà nói vậy không có tội gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán thế nào là tham. Phật dạy rõ ràng, không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh, mình cần uống thuốc, đâu có tham. Uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây, còn uống thuốc là ham sống. Còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai không ham sống mà ai không sợ chết? Nhưng mà có người ta ham sống, người ta làm gì? Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thì thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy. Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời. Chúng ta biết mình, biết người, thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn, thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ, thì đâu có gì luống uổng đâu. Không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói, ồ vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện, rồi chị tự ngồi đó, chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi. Rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời đi chơi làm chi chút, rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình. Thấy không? Thành thử ra mình làm cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp, và mình đúng với cái con đạo làm người với nhau thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành, và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? Kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên, tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó.
À, quý vị đem cuốn đó theo, tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng 1, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ, đại chúng nhớ mang theo. A Di Đà Phật. Giờ đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô